Quỹ ủy Phong Điền vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nghị quyết năm 2024. Tham dự có ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy. Năm 2023, huyện ủy Phong Điền tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và dược 15 trên 15 chỉ tiêu theo nghị quyết thực hiện tốt công tác biên soạn lịch sử đảng bộ quyện và tổ chức các hoạt động công trình phần diệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Hệ thống dân vận mặt trận và các đoàn thể quyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng thực hiện theo quy định. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, phấn đấu đến cuối năm xây dựng xã Mỹ Khánh và xã Trường Long đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Lãnh đạo thành phố biểu dương những kết quả huyện đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị huyện thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, vệ sinh môi trường, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.